Xin chào các bạn, tên tôi là Nguyễn Thị Nguyên, học sinh trường Trung học cơ sở Nghĩa Phương, một ngôi trường với bề dày truyền thống của gần 60 năm hình thành và phát triển. Trường thuộc địa bàn xã Nghĩa Phương, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang. Xã Nghĩa Phương, vùng đất anh hùng giàu truyền thống lịch sử, văn hóa theo suốt chiều dài dựng nước và giữ nước của dân tộc ta. Từ thời Hùng Vương cho đến nhiều triều đại phong kiến cũng như trong suốt những năm kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, nơi đây đã trở thành phên dậu chống quân xâm lược với những tên tuổi khiến người đời còn ghi nhớ mãi. Đây cũng là đơn vị anh hùng trong phát triển kinh tế xã hội thời bình. Là người con của quê hương, chúng tôi vô cùng vinh dự, tự hào và biết ơn sâu sắc lớp lớp những thế hệ cha anh đi trước. Các anh đã đổ biết bao mồ hôi, xương máu và cả tính mạng của mình để gìn giữ và phát triển non sông này. Theo mạch suối nguồn của lòng biết ơn vô hạn ấy, chúng tôi đã tìm về những địa chỉ đỏ như Nghĩa trang liệt sĩ xã Nghĩa Phương, đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ huyện Lục Nam để thắp nén hương thơm, gửi lời tri ân đến các anh. Ngược theo đường tỉnh lộ 293, chúng tôi đến thành cổ Sương Giang, ngôi thành nằm tại phường Sương Giang, thành phố Bắc Giang. Theo sử sách, thành gắn với chiến thắng Sương Giang của quân và dân Đại Việt do Lê Lợi lãnh đạo, đập tan hơn 10 vạn quân xâm lược nhà Minh là chiến thắng quyết định nền độc lập của dân tộc ta ở thế kỷ 15. Điểm đến tiếp theo là huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang. Đây là mảnh đất địa linh nhân kiệt, nơi ghi đậm dấu ấn của cuộc khởi nghĩa Yên Thế do người anh hùng áo vải Hoàng Hoa Thám, lãnh đạo nhân dân đứng lên dựng cờ khởi nghĩa chống lại thực dân Pháp xâm lược, kéo dài gần 30 năm vào cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20. Địa chỉ đỏ cuối cùng của đoàn chúng tôi là kỳ đài cột cờ Hà Nội. Tại nơi ấy, lá cờ đỏ sao vàng năm cánh, cờ Tổ quốc luôn tung bay lồng lộng trên nền trời thủ đô Thăng Long Hà Nội nghìn năm văn hiến, mãi mãi là biểu tượng, là niềm tự hào của dân tộc, của đất nước Việt Nam độc lập, tự do. Trải qua các cuộc kháng chiến trường kỳ cũng như sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, lá cờ đỏ sao vàng đã thấm đẫm máu đào của biết bao thế hệ người Việt Nam với khát vọng và quyết tâm sắt đá, không có gì quý hơn độc lập, tự do. Dưới lá cờ đỏ sao vàng, trong âm điệu hùng tráng của bản nhạc, bài quốc ca đã được thế hệ cha anh chúng ta hát lên bằng tình yêu đất nước, bằng hào khí của nghìn năm lịch sử. Ngày nay, chúng tôi những đội viên của Liên đội trường Trung học cơ sở Nghĩa Phương, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang lại cất lên lời ca thiêng liêng và vinh quang ấy với lòng tự tôn dân tộc, với khát vọng xây dựng quê hương, đất nước, dân tộc vươn cao, vươn xa trong thời đại mới. Đoàn quân Việt Nam đi chung lòng cười.